trong khuôn khổ U20 giải VBA 3x3 Championship 2022 đang diễn ra tại quảng trường Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng. Sau khi tung đồng sâu thì các cầu thủ Bình Định Unicorn sẽ là các cầu thủ được kiểm soát bóng trước. Và trong trang phục quần hồng áo hồng thì các cầu thủ đang thi đấu cho Bình Định Unicorn là Tuấn Cảnh mang áo số 17, cầu thủ áo số 15 Minh Tâm và cầu thủ mang áo số 11 Quang Dương. Còn về phía Thăng Long Warriors thì những cầu thủ vào sân sẽ là cầu thủ áo số 8 Thái Quang, cầu thủ mang áo số 16 Hoàng Long và cầu thủ mang áo số 9 Hoàng Quân. Hiện tại trên bảng xếp hạng của các cầu thủ bảng đấu này thì các cầu thủ Nha Trang Dolphin đang dẫn đầu với 4 điểm. Tiếp theo đó là Thăng Long Warriors và Hà Nội Buffalo. Và cuối cùng là Bình Định Unicorn. Đã có 2 điểm đầu tiên, người ghi điểm là Thái Quang. Huấn luyện viên và quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Thái Quang. Ngày hôm qua thì các cầu thủ Thăng Long Warriors đã có một chiến thắng trước các cầu thủ Hà Nội Buffalo, và để sẽ chân trước Nha Trang Dolphin, họ cần phải thắng trận đấu này để có thể nắm được lợi thế bước vào vòng trong. Thái Quang vượt pha ném 2 điểm không thành công. Ngày hôm qua thì Hoàng Long, cầu thủ mang áo số 16 của Thăng Long Warriors đã làm rất tốt trong việc rebound bóng và cũng như ghi điểm. Cả hai trận đấu anh ấy đều mang về cho mình hơn 5 điểm số và hơn 5 tình huống rebound bóng. Hiện tại thì đồng hồ 12 giây đang gặp chút trục trặc nên ban tổ chức đang có một số điều chỉnh. Thế trận ở bảng đấu này thì tiếp theo trận đấu này sẽ là trận đấu diễn ra giữa Hà Nội Buffalo và Nha Trang Dolphins. Tổng số điểm mà các cầu thủ Thăng Long Warriors U20 ghi được sau hai trận đấu đầu tiên là 38, trong khi con số đó của Bình Định Unicorn là 26. Một kịch bản nữa có thể diễn ra nếu như Bình Định Unicorn thắng trận đấu này thì và Hà Nội Buffalo thua trận đấu trước Nha Trang Dolphin thì chúng ta sẽ có tới 3 đội đồng điểm và chúng ta sẽ phải xét số phụ. Nhưng với một Thăng Long Warriors U20 đang rất máu lửa và với một tinh thần thi đấu rất cao thì liệu rằng các cầu thủ Bình Định Unicorn có làm nên chuyện trong trận đấu ngày hôm nay hay không? Hiện tại thì tại quảng trường nhà thi đấu Nhà hát Trương Vương thì thời tiết đang rất đẹp, hy vọng chúng ta sẽ có một thời tiết đẹp trong ngày hôm nay để có thể các trận đấu được diễn ra ở một điều kiện tốt nhất. Và bóng đã được đưa trở lại nhà thi đấu. Các thủ Thăng Long Warriors sẽ tiếp tục được kiểm soát bóng. Hiện tại thì họ đã dẫn trước các thủ Bình Định Unicorn với khoảng cách 2 điểm và thời gian thi đấu chỉ mới diễn ra 1 phút. Tình huống kiểm soát bóng không tốt của Hoàng Quân. Và bỏ sức rất mạnh của Quang Dương và mang về điểm số đầu tiên cho cầu thủ Bình Định Unicorn. Mình cầm xa xa xuống xíu, đừng có bật một cái mic lại để cho nó vô cái tiếng nhiều hơn. Hoàng Long. Ngoài Hoàng Long thì Thái Quang ngày hôm qua cũng làm cho cầu thủ có những pha ném 2 điểm thành công dành cho cầu thủ Thăng Long Warriors. Team The Cock với pha ra tay 2 điểm
Thái Quang chỉ với một tình huống giả thì Hoàng Quân đã có thể vượt qua được cầu thủ Bình Định và mang về thêm điểm số cho cầu thủ Thăng Long. Hoàng Long vẫn rất tốt trong việc kiểm soát không gian của mình, vẫn đang là Hoàng Long. Một pha qua người và lay up mang về điểm số thứ 5 cho cầu thủ Thăng Long Warriors. Và post up. Rất đắc tiếc là Minh Tâm vừa rồi đã không có thêm điểm số cho Bình Định. Tiến được cót và ném 2 điểm của team không thành công. Thái Quang. Hoàng Long quyết định ném 2 điểm và điểm số thứ 7 cho các cầu thủ Thăng Long Warriors. Cầu thủ Bình Định Unicorn đang bắt đầu có những chèn chọn và vừa rồi thì Hoàng Quân đã có một pha ném 2 điểm chuẩn xác. Liên tục là những tình huống phòng ngự cắt bóng của các thủ Thăng Long Warriors đang khiến cho các thủ Bình Định Unicorn đang rất nhiều khó khăn, gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai được lối chơi của mình. Vừa rồi thì bóng ra biên và bóng vẫn thuộc kiểm soát của các thủ trẻ Thăng Long Warriors quyết định ném 2 điểm. Và sáng hôm nay thì các cầu thủ Bình Định Unicorn vẫn chưa có được một cảm giác tay tốt nhất. Quyết định đột phá vẫn trong tay của thủ Thăng Long Warriors và 2 điểm cho Hoàng Long. Tuy với một chiều cao không vượt trội nhưng các thủ Thăng Long Warriors đang làm rất tốt trong việc kiểm soát không gian. Chỉ mới hơn 2 phút diễn ra và họ đã có 10 điểm. Đã có thêm 10 điểm và tổng số điểm ghi được cho các thủ Thăng Long Warriors trong giải đấu lần này tới thì hiện tại là 48 rồi. Một diễn biến nữa là nếu các thủ Thăng Long thắng trong trận đấu ngày hôm nay, trận đấu sau các thủ Hà Nội Buffalo thắng thì chúng ta sẽ có 3 đội cùng điểm. Và cũng phải xét từ số phụ. Team The Cock. Và xoay sở và lên rổ thành công của team mang về điểm số thứ 2 cho các thủ Bình Định Unicorns. Anh Hào và bảo bóng tốt của anh Hào và đây là Thái. Anh Hào quyết định ném 2 điểm thành công. Chỉ mới là trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay mà các cầu thủ Thăng Long Warriors đã làm cho tất cả khán giả nhà thi đấu trở nên nóng vô cùng. Những đôi tay đang rất hot. Rõ ràng với một cơn mưa lớn ngày hôm qua cũng không thể nào làm giảm đi sức nóng của giải đấu VBA 3x3 Championship diễn ra tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Hai điểm nữa cho các thủ Bình, xin lỗi các bạn, là một điểm và vừa rồi là Team The Cock đã mang về thêm điểm số cho thủ Bình Định Unicorns. Hoàng Quân vừa rồi thì bóng đã ra biên. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các thủ Bình Định Unicorns. Sau những phút chuyền chọn thì các thủ Bình Định Unicorn đã bắt đầu có được cảm giác thi đấu tốt hơn. Hoàng Dương. Hoàng Dương đang gọi đồng đội ra để yểm hộ. Đây là The Cock.
Team The God với pha quyết định ném 2 điểm của mình. Và rebound bóng tốt đến từ Bình Định UConn và thêm 1 điểm nữa. Hoàng Quân liên tục là nhân hướng nỗ lực phòng ngự đến từ các thủ Bình Định UConn. Bóng vẫn tiếp tục diễn ra. Tinh thần thi đấu của các thủ Bình Định UConn đang trở nên tốt hơn và rõ ràng. Với một tinh thần thi đấu như thế này thì các fan hâm mộ tại Bình Định đang xem trên livestream sẽ rất tự hào về đội bóng của mình. Dù trong bất kỳ tình huống nào xảy ra thì các cầu thủ vẫn với một đam mê và nhiệt huyết để thi đấu cống hiến cho khán giả. Rồi thì Hoàng Long đã thành công trên vạch đánh phạt để mang về thêm 1 điểm nữa cho các thủ Thăng Long Warriors. Trước sự chống cự của các thủ Bình Định UConn thì Thăng Long Warriors đang gặp một chút khó khăn trong việc ghi điểm của mình. Gần 3 phút trôi qua và họ chỉ ghi được có 3 điểm. Vẫn đang là những tình huống nỗ lực phòng ngự đến từ các thủ Bình Định UConn. Điểm số thứ 5. Thêm một điểm số nữa cho Bình Định UConn và họ đang vùng lên rất mạnh mẽ. 2 điểm nhưng ngay sau đó thì anh Hào, cầu thủ áo số 0 của Thăng Long Warriors đã dồn gáo nước lạnh. Có lẽ pha 2 điểm vừa rồi còn lạnh hơn cơn mưa to ngày hôm qua của thành phố Đà Nẵng. Một tình huống bóng chưa ra ngoài và bóng thuộc quyền kiểm soát của các thủ Bình Định UConn. Các thủ Thăng Long Warriors chỉ còn cách chiến thắng knockout còn 6 điểm. Liệu rằng họ sẽ tiếp tục có những pha ném thành công hay họ sẽ lựa chọn việc tấn công vào trung lộ. Và vừa rồi là pha ném 2 điểm nữa không thành công của các thủ Thăng Long Warriors. Team có bóng chuyền qua Quang Dương. Thêm 1 điểm nữa đến từ Hoàng Quân. 16-6. Và trượt chân của đội cốc và bóng vẫn đang tranh chấp. Minh Tâm có pha ném trung bình không thành công. Và rồi thì Hoàng Long đã mang về thêm điểm số thứ 17 dành cho các thủ Thăng Long Warriors. Hai phút thi đấu vừa rồi thì các thủ đã chạy rất nhanh, có rất nhiều tình huống chạy bài thành công, nhưng cái mà chúng ta đang thiếu là những điểm số. Hoàng Long, nãy làm gì đây? Quyết định ném ngay. Rồi bóng vẫn tiếp tục soát của các thủ Thăng Long và bóng tiếp tục qua tay của Hoàng Long. Đây là Hoàng Quân và phối hợp của Hoàng Long và Hoàng Quân chuyền bóng cho trọng tài. Rất đáng tiếc là tình huống vừa rồi các thủ Thăng Long Warriors đã không có một pha chạy bài tốt. Các bóng thuộc kiểm soát của Bình Định UConn.
đã có những phạm lỗi và end one. Điểm số thứ 19 và cơ hội để anh Hào mang điểm số thứ 20 dành cho cầu thủ U20 Thăng Long Warriors. Điểm số thứ 20 và Thăng Long Warriors chỉ còn cách chiến thắng một điểm nữa. Thời gian thi đấu còn 2 phút. Anh Hào. Rồi tình huống phòng ngự tốt đến từ đứng cạnh nhưng rất đáng tiếc các thủ Bình Định Unicorn vẫn chưa thể nhận được quyền kiểm soát bóng. Thái Quang. Chúng có được 3 cầu thủ phòng ngự Thái Quang. Liên tục qua tay của cầu thủ Thăng Long Warriors nhưng điểm số cuối cùng đã được ghi bởi cầu thủ áo số 0 Nguyễn Anh Hào. Kết thúc trận đấu đầu tiên ngày thi đấu hôm nay với tỷ số 21-6, chiến thắng thuộc về Thăng Long Warriors.